Đồ Nhật Thanh Huyền xin kính chào và cảm ơn các bác đã theo dõi kênh của Đồ Nhật Thanh Huyền. Tối hôm nay thì Đồ Nhật Thanh Huyền lên một cái video quay về một cái em nồi cơm cao tần áp suất 2bi nha các bác, của hãng Tiger. Vâng, với cái dòng nồi cơm này thì đấy là cái dòng công nghệ cao cấp nhất của hãng Tiger rồi. Mỗi một hãng nồi cơm thì hướng tới một cái công nghệ cao cấp riêng, và hãng Tiger là cao tần áp suất 2bi. Tại sao chúng ta lại nói là áp suất 2bi? Vì chúng ta sẽ nhìn ở bên trong này. Trong đây là một viên bi to và một viên bi nhỏ bên trái bên phải, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Đấy rồi, áp suất 2bi. Đó, và có hai cái van ở bên trong này, các bác nhìn thấy không ạ? Đó. Ok. Bên trong khá là đẹp đúng không ạ? Gioăng thì rất là ok rồi. Và cái song như thế nào? Chúng ta sẽ xem cái song này. Đây, một cái song rất là nặng tay nha các bác. Song này là song gang ấy các bác ạ. Cực kỳ là dày. Nó dày phải 5ml các bác ạ. Xin lỗi, 5mm. Đó. Dày vào lòng bên trong đây. Lòng rất là đẹp đúng không các bác? Không có chảy nhá. Không có chảy, không có bong chóc. Còn chỉ có vài cái vết mờ mờ đây thì rất là khó mà tránh khỏi. Vì tại sao? Đây là hàng đã qua sử dụng. Đây là vết mờ của cái môi cơm mà thôi. Đó. Còn nhìn cái tổng thể thì rất là đẹp rồi. Đó. Dưới đáy đây. Rồi. Đấy là kết cấu ở bên trong. Một cái em nồi cơm áp suất 2bi màu trắng Tiger với mã là JPB-H. Bên ngoài đã được dán dịch tiếng Việt này. Nồi còn pin nha các bác. Hiện tại đang không cắm điện và vẫn còn hiển thị pin. Có các chế độ nấu rất là đa dạng. Cơm nấu ngon này, gạo trắng này, nấu nhanh, nấu sôi, nấu cháo, nấu gạo lứt. Đó. Và đặc biệt nữa là có một cái nút riêng biệt, chuyên biệt luôn, mà chỉ có hãng Tiger mới có một cái nút chuyên biệt này. Đó là cái nút cơm cháy. Đây là chế độ nấu cơm cháy nha các bác. Các hãng khác cũng có chế độ nấu cơm cháy, ví dụ như là Toshiba hay là Tojirushi. Với những cái dòng cao cấp là sẽ có chế độ nấu cơm cháy, nhưng mà nó sẽ tích hợp ở trên màn hình này và chúng ta sẽ phải ấn menu để chọn. Còn riêng cái dòng Tiger thì có một cái nút chuyên biệt luôn ở ngoài này. Và để dùng được cái chế độ nấu cơm cháy này thì trước tiên các bác phải chỉnh, ấn menu chỉnh về cái chế độ gạo trắng, là cái thứ hai này các bác ạ. Từ trái sang phải, dòng đầu tiên. Đầu tiên là nấu cơm tiết kiệm điện hay là nấu eco ấy. Tiếp theo là nấu gạo trắng này, thì chúng ta sẽ ấn menu về cái gạo trắng này và ấn nút cơm cháy này và ấn nút nấu, thế là xong. Ok, chúng ta chỉ đợi gần một tiếng là sẽ có một cái nồi cơm cháy vàng giòn rụm cho các bác ăn thay đổi. Đó. Hình thức thì đây là một em màu trắng nhé. Bác nào mà mệnh kim, mệnh thủy thì dùng cái màu này thì rất là đẹp luôn. Và cái điểm đặc biệt nữa của em này đó là đời sản xuất rất là cao, đời 2016. Đời 2016 nha các bác. Khá là cao luôn. Và cái công suất là 1200W. Với cái công suất này thì các bác chỉ cần cắm qua một cái bộ đổi nguồn là 1500V A là ok rồi. Không cần đến 2000V A đâu ạ. Vì công suất của nồi Tiger thì nó chỉ tầm tầm này thôi. Nồi nấu cơm ngon, dền dẻo, có thêm chế độ nấu cơm cháy. Chỉ có một cái vết nứt xước nhẹ đây các bạn, ở trên màn hình này. Chính vì có một cái vết này mà shop đang thanh lý cái em nồi cơm này với giá là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng, còn bình thường thì giá sẽ khá là cao hơn một xíu. Và với cái giá này sẽ là bao ship toàn quốc nha các bác. Các bác chỉ cần đặt cọc 200.000 đồng thôi là sẽ được bao ship toàn quốc về cái em nồi này rồi. Đó, và vẫn có bảo hành 6 tháng. Vậy tổng kết lại với cái em nồi này thì chúng ta có những cái ưu điểm gì? Thứ nhất là gì? Có công nghệ cao tần áp suất 2bi, là công nghệ cao cấp nhất của hãng Tiger đúng không ạ? Thứ hai là lòng nồi đẹp. Các bác vừa nhìn thấy rồi đúng không ạ? Rất là dày dặn. Thứ ba là gì? Thứ ba là có chế độ nấu cơm cháy và rất là một cái nút chuyên biệt, tách biệt ở ngoài này luôn. Là chế độ nấu cơm cháy. Thứ tư là nồi còn pin. Còn pin nha các bác. Đó. Và thứ năm đó là cái đời sản xuất cũng khá là cao. Đời 2016 đúng không ạ? Đó. Đời 2016. Đấy là 5 ưu điểm. Và ưu điểm thứ 6 đó là gì? Cái màu trắng rất là trang nhã, rất là đẹp.
Nó ngoài cái việc bị một xíu ở trên này thôi, còn lại thì đều rất là ok nha các bác. Rất là ok luôn. Vâng, và với em này thì shop sẽ vẫn có bảo hành. Và bây giờ chúng ta sẽ đi test điện cái em này nhé. Vâng, vừa nãy thì là shop đã nấu ở chế độ nấu nhanh, nên là sau khi cắm điện vào thì nồi vẫn nhớ được cái chế độ cũ mà nồi đã nấu. Vậy đây là ưu điểm thứ 7 đúng không các bác? Ưu điểm thứ 7 là nhớ chế độ nấu lúc trước. Đặc biệt là dành cho nhà bác nào mà có trẻ nhỏ hay là người cao tuổi sử dụng mà không muốn ấn nhiều ấy, thì chúng ta chỉ việc là ấn nút nấu luôn thôi. Ví dụ như là chúng ta nấu ở chế độ nấu ngon này, là cái thứ ba từ trái sang phải, và chúng ta ấn nút nấu này. Đấy, thì sau khi tắt đi ấy, thì nồi nó vẫn nhớ lại cái chế độ nấu lúc trước. Và khi mà mọi người nấu cơm chỉ việc ấn một nút nấu mà thôi. Rất là hay đúng không ạ? Cái ưu điểm thứ 7, các bác thấy rõ không ạ? Và thứ 8 là gì? Cái em này thì ngoài cái chế độ nấu cơm này ra thì nó có các chế độ, thêm một cái chế độ nữa là cái chế độ vệ sinh nồi. Xí giềng này các bác thấy không ạ? Đây là cái chế độ vệ sinh nồi, rửa sạch đi. Và chúng ta sẽ vệ sinh một cách dễ dàng cái em nồi này hơn nữa khi được sự trợ giúp của cái chế độ vệ sinh nồi này. Đó. Và tắt đi. Và bây giờ thì shop sẽ cho nước vào để kiểm tra khi sôi lên thì áp có kín không nha các bác. Đó, chúng ta cho một xíu nước vào và chúng ta sẽ kiểm tra nấu ở chế độ nấu nhanh đi, cho nó nhanh sôi đi các bác. Đó, chảo nó có chữ chảo này, nấu nhanh này và ấn nút nấu. Đó, và đợi một xíu nha các bác. Đấy, chúng ta nghe thấy tiếng tạch đúng không ạ? Nghe cái tiếng tạch cái khóa áp suất lại. Đó, nó thể hiện cái chữ Yali này, áp suất này. Ủ ở chế độ ủ truyền thống này. Đó. Nghe cái tiếng nồi hoạt động nghe rất là mạnh mẽ đúng không các bác? Vâng, nồi sôi rồi các bác nhé. Nghe cái tiếng sôi nó rất là mạnh mẽ đúng không các bác? Đó, sôi phù phù lên. Ở cái nắp hơi này các bác nhìn thấy rõ hơi nước bay lên không ạ? Đó. Chúng ta sẽ kiểm tra xung quanh nào. Bên phải này. Đó. Bên trái này. Không có hở nha các bác. Thì nói thật với các bác là trước khi mà shop quay video này cho các bác là shop đã phải test kiểm tra ok hết tất cả các chức năng rồi thì mới dọn lau sạch sẽ đi và mới quay video lên. Quay video để cho các bác nhìn rõ được cái chất lượng của nồi như thế nào đúng không các bác? Đó. Rất là mạnh đúng không ạ? Và với cái em nồi này thì là bảo hành 6 tháng và giá chốt cuối cùng là 2 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Cọc nhẹ 200.000 đồng nha các bác. Vâng, và đồ Nhật Thanh Huyền thì chuyên bán các dòng đồ gia dụng, đồ điện gia dụng, điện tử, điện lạnh của Nhật bãi nha các bác. À, video thì sẽ được up liên tục về các sản phẩm chuyên về đồ điện tử, điện lạnh gia dụng của Nhật bãi lên. Và các bác quan tâm ưu ái shop thì các bác ấn nút đăng ký ở phía dưới để cập nhật nhanh nhất những video mà đồ Nhật Thanh Huyền cung cấp tới các bác nhé. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop ạ.